everyone, xin chào tất cả các quý vị và các bạn thân mến. Chúc cho tất cả các anh chị, các quý nhà đầu tư, anh em môi giới được một ngày mới mạnh khỏe và thịnh vượng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về quy hoạch tại xã Long An mà tất cả những người chúng ta đang là định vị coi trên Google Maps để xác định được cái vị trí mà đất tại xã Long An mà mình đã mua để sơ bộ qua cho các bạn để tham khảo. Thì ai đang xem kênh BDS Cẩm Mỹ 1 thì hãy cho mình một like, nếu mà cho 2 like thì càng tốt, và comment phía dưới. Những người nào là người mới thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video kế tiếp của kênh BDS Cẩm Mỹ 1. Thông thường chúng ta đi về từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Long Thành thì chúng ta đến đây là vòng xoay của đường cao tốc cầu vượt băng qua đường quốc lộ 51. Đến vòng xoay đường cao tốc này là chúng ta đã đến xã Long An. Mặt tiền quốc lộ 51 hai bên là thuộc xã Long An nha các bạn nha. Ở đây là đường DT25B đi vào khu Nhân Trạch, khu nghiệp. Ở đây thì chúng ta cũng biết là nguyên dự án này là An Thuận, chúng ta cũng biết rồi ha. Và để đi tiếp một đoạn nữa vào chỗ này thì là khu vực cửa ngõ của sân bay Long Thành. Ở đây chúng ta đang coi trên file Google Maps thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy cái sơ đồ của sân bay Long Thành. Và những cái quy hoạch mới nó có 3 con đường nằm song song với nhau từ cách sân bay Long Thành là 500m, giáp sân bay Long Thành lại cách tiếp mỗi con đường đó, như vậy là khoảng cách nhau là khoảng 1 km, là nó có 3 con đường song song chạy ra đến xã Long Phước và Tân Hiệp. Thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, sẽ cho nó úp cái file của quy hoạch của xã Long An này lên trên Google Maps này cho các bạn cùng xem là cái vị trí đất trên Google Maps đó nằm ở vị trí đất mà mình mua nằm ở đâu. Thì ở đây mình sẽ nói với tất cả các anh chị, các quý vị và các bạn thân mến như thế này, là mình chia sẻ cái quy hoạch này và Google Maps để úp lên cho các bạn xem, mang tính tham khảo và tương đối là chính xác ở trên cái Google Maps. Và file quy hoạch luôn luôn có thay đổi nha các bạn nha. Và mình cũng nói với tất cả những các bạn mới biết kênh thì hãy đăng ký kênh. Anh em nào có nhu cầu mua bán nhà đất ký gửi tại xã Long An thì hãy alo cho mình, số điện thoại là 0982 68 76 68. Và bây giờ không để chờ lâu nữa, và quý vị hãy cùng xem với mình. Vâng, bây giờ mình sẽ đưa cái file quy hoạch của xã Long An này lên. Đấy, mình vừa nói là 3 con đường song song với nhau, đúng không các bạn? Và đây là con đường cao tốc nha, Biên Hòa, Vũng Tàu. Và đây là quốc lộ 51. Và mình đã cho màn hình mờ dần để cho các bạn xem file quy hoạch của xã Long An, cửa ngõ sân bay Long Thành và Google Maps như thế nào, và cách đó bao xa, cách quốc lộ 51 và đường cao tốc như thế nào. Đó, bây giờ là các bạn nhìn thấy chưa, quốc lộ 51, đường cao tốc chiều dây CT 001. Đó, mình quay cho các bạn cùng, hãy để ý trên màn hình. Các bạn thấy chưa, có 3 con đường giáp sân bay, 1, 2, 3. Và sau đó là đến con đường cao tốc là đường số 4. Các bạn thấy chưa, kế tiếp là ở ngoài đây là có con đường quy hoạch mới nữa. Và đây là quốc lộ 51, đây là chỗ cầu vượt của đường cao tốc đến cửa ngõ sân bay Long Thành là xã Long An. Đây là, hồi nãy mình có nói với các bạn là đây là dự án của An Thuận. Và những con đường mới này, đường điện, đường tàu nó như thế nào thì các bạn để ý nha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nó mờ dần nào, thấy chưa. Và nó sẽ đi có một con đường 32m để đi vào sân bay, cửa vào đúng tâm của sân bay Long Thành. Những con đường này sẽ được để làm những con đường để
công trình xây dựng của sân bay quốc tế Long Thành. Đó, cái con đường này đang làm cho các bạn nha. Đó, ra quốc lộ 51 để kết nối vào phần ở trong dưới tâm của sân bay Long Thành để vận chuyển những dụng cụ, các thiết bị xây dựng của sân bay quốc tế Long Thành. Rồi các bạn nhìn thấy là xã Long An. Đó, mình cứ cho màn hình nó nhảy và mờ dần cho các bạn để xem và để ý nha các bạn nha. À, các bạn để ý đi. Mình sẽ cho nó lớn lại một tí nữa cho các bạn xem nha. Đấy. Và chúng ta xem phải để ý cơ, mình có thể hướng dẫn thêm một phần chi tiết nữa cho các bạn nè. Nó sẽ nổi ra cái chữ đường cao tốc. Đó, thế các bạn nhìn thấy chưa, đường cao tốc nè. Là sân bay quốc tế Long Thành nằm ngay đoạn này. Và đất của, vị trí đất của ai mua thì coi ở đây để mình biết xác định nha. Đó, đây là đường cao tốc và đây là đường quốc lộ 51. Và nó sẽ biến đổi dần màu nè. Màu nó đang thay đổi dần nè, các bạn nhìn thấy chưa. Đó, thấy chưa. Đây, đường cao tốc CT001. Các bạn thấy video này có ý nghĩa không ạ? Nếu mà coi video này mà thấy các bạn cảm thấy giúp gì được cho các bạn thì các bạn hãy comment phía dưới. Và mình luôn mang lại những cái video mới cho các bạn, những kiến thức tại khu vực khi mà bất động sản BDS đang làm việc tại khu vực đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những khu vực quy hoạch như thế nào cho các bạn cùng tìm hiểu tới và chia sẻ cho các bạn. Và ai đang xem kênh BDS 1 thì hãy đăng ký kênh, hãy comment phía dưới. Và anh chị em nào mua đầu tư bất động sản tại khu vực cửa ngõ sân bay Long Thành, thủ phủ kinh tế đất nước, cường quốc so với nhiều nước trên thế giới đấy nha các bạn nha. Sân bay quốc tế Long Thành là một trong những sân bay lớn nhất của Đông Nam Á, mà có thể là sau này sẽ trở thành một trong những vệ tinh lớn đứng hàng top của thế giới. Thì khu vực mà 6 tỷ đang bán đất nền một xào như vậy á, là 4 tỷ 2, là 4 triệu 2 trên 1 mét vuông, là nằm ngay ở đoạn đường cao tốc này nha các bạn. Nằm ở trong đất OLT. Đây được trong quy hoạch, tại sao mà nó có ô vuông như thế, là trong theo quy định của quốc tế là mình phải quy hoạch đường trước, sau đó mọi xây là không được đi qua con đường này, nằm ở trong khuôn khổ về đường xá giao thông thuận lợi để vận chuyển cho thông thương cho các doanh nghiệp và dịch vụ giải trí, ăn uống, nhà hàng 5 sao. Có thể ở đây xây được là 7 lầu nha các bạn nha. Ở đây là cũng có là khu tiện ích phục vụ sân bay quốc tế Long Thành và cho các nước để giao lưu văn hóa tại sẽ sau tới là sẽ nằm ở khu vực này. Đó. Thì mình cũng đang bán trên mặt đường Giải Phóng. Mặt tiền đường Giải Phóng nằm ở đâu? Vậy thì đây, đối diện 25B là đường Giải Phóng. Đúng không các bạn? Là đường Giải Phóng. Thì mình sẽ mở đường Giải Phóng cho các bạn xem có đúng chính xác đó hay không. Nè, đây là đường Giải Phóng này các bạn. Cái chỗ này mình đã thả tim. Vậy mình sẽ mở cho các bạn xem đường Giải Phóng nha. Ở trên file Google Maps mình đã thả tim và mình đã ghi cắm cờ tại khu vực mà mình đã tới. Và mình có ghi số điện thoại ở trên Google Maps, mình gửi qua Zalo cho khách hàng có nhu cầu để tìm địa điểm, vị trí mà những vị trí đất mà BDS Cẩm Mỹ 1 đang bán. Thì bây giờ chúng ta hãy xem tiếp về phần này. Đây, như 6 tỷ có chia sẻ với các bạn, khu vực đất 6 tỷ đang bán là 5 triệu 1 mét vuông, tàn sau mặt tiền đường Giải Phóng là đi vào 100m thì là giá 5 triệu, còn mặt tiền đường trước thì cũng đã hết rồi. Anh chị nào mà có nhu cầu mua thì có một số anh em người ta đã mua trước, người ta sẽ gửi lại, thì 6 tỷ sẽ thông tin thông báo cho các quý vị và các anh chị đầu tư để biết sau. Và bây giờ chúng ta tiếp tục để xem cái quy hoạch này để 6 tỷ cho các chia sẻ với các bạn. Đây,
là đường DT 25B, đường Giải Phóng. Ở đây là đường cao tốc thì các bạn biết rồi đúng không? Đây là mũi tàu của là Long Thành, đây là vòng xoay của cao tốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào là coi có đúng đó là đường Giải Phóng hay không. Đây mình sẽ mở to lên cho các bạn xem nha. Vâng, đối diện đường Giải Phóng thì là đường 25B. Và đây chúng ta sẽ đi vô. Ở chỗ này nó có một con đường đi trực tiếp vào đường Giải Phóng nha các bạn. Nhưng mà nếu mà đối diện thì cũng có một con đường đến đây thì chúng ta phải rẽ phải. Mà nếu ở Sài Gòn đi về thì chúng ta phải qua 25B khoảng 100m mới có được quay đầu xe thì vào đúng đường Giải Phóng. Mình sẽ vẽ cho các bạn xem này. Sẽ đi vào đường Giải Phóng. Vào đó khoảng bao nhiêu? Khoảng 3 km. Đây, vào vị trí đất. Thì vị trí đất đó mình sẽ bung nó ra. Coi đường nó là đường gì. À, thấy chưa? Mình ghi số điện thoại này, các bạn nhìn thấy hay không? Đây, mình thả tim ở đây là 5 triệu 1 m², diện tích là 1000 m², tổng diện tích là 1 sào. Với 1 sào như vậy là khoảng 5 tỷ. Tùy theo mỗi sổ có sổ là 1100, sổ 1200 thì mình tính theo mét vuông nhà các anh chị. Còn mặt tiền đường này thì còn một lô, anh chị nào có nhu cầu thì hãy comment phía dưới, mình sẽ gửi sổ qua cho các anh chị. Mặt tiền đường Giải Phóng thì nó đắt tiền hơn các bạn nhá. Thì vô đây là khu vực trong đây là sân bay Long Thành. À, và chúng ta sân bay Long Thành đã giáp với đường cao tốc. Thì có một khu nữa là mình đang bán đối diện đường Giải Phóng, khu 5 triệu 1 m². Đây là khu này, khu này nha các anh chị. À, mình cũng thả tim rồi đó. Và đây mình sẽ quay lại cho các bạn. Đây là đường 25B, đường vào khu nghiệp Nhân Trạch. Thì đây là đường Giải Phóng, mình quay cho các bạn xem nè. Thấy chưa, chữ Giải Phóng nè. Đi vào lô, những lô đất mà mình đang hiện giờ đang bán, giới thiệu cho các quý vị và các anh chị tham khảo nha. Và đất mình đang bán là đã có sổ 1000. Đây, thấy chưa. Đó, nguyên khu này. Và bên trong này nữa các bạn nhé. Mình đi vào đây, đi ra đường cao tốc, nguyên khu này luôn. Sổ đã có sẵn, ký trong ngày cũng được nha các anh chị. Mua bán rất là dễ bởi vì sổ đã có hết rồi. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã xem kênh BDS cả quý 1. Ai đang xem kênh hãy cho mình một like. Và ai là người mới hãy comment phía dưới và hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video kế tiếp. Hôm nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để ghi trên Google Maps, ghi những chữ như thế này để mình gửi cho quý khách hàng. Khi mình gửi cho quý khách hàng là cái vị trí là người ta sẽ đến tại chỗ này, là có cái số điện thoại và giá đất bao nhiêu luôn. Chứ mình gửi về định vị thả tim thì cũng được thôi. Nhưng mình sẽ chia sẻ về phần này với các bạn nha. CM and Kuvies and video BNK Kane BDS Kemi 1 Zin CH and CMN Zin CHOTTCM INGN TH and HPH SNB Shin CD NBT and GS and Long TH and H City Hotline 098-687-668 GP and 60CTV NUTBT NES and TI Long T99 Lian H Zalo 098-687-668 Bit Dan 6T